đông xe quá đi. Mình không thể đi qua đường được, nếu cứ như vậy không ổn rồi. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Cảm ơn cậu bé robot. May quá con không sao rồi. Mai mốt đừng có chạy lung tung nữa, có biết chưa? Trời ơi, cậu làm cái trò gì vậy hả? Sao lại sử dụng sức mạnh lung tung như vậy được chứ? Lỡ như em ấy bị thương thì sao hả? Vi à, cậu cứ tránh sang một bên đi. Để đó, để tôi xử lý cái tên không biết điều này cho. Tôi sẽ bắt hắn phải quỳ xuống hối lỗi cho xem. Cậu hát Vinh Tu. Trời ơi, là cậu hả? Yeah. Vi à, đây là Chin Tu, bạn của tôi. Nè Chin Tu à, đây là Vi, Imli, Chunbun, là những người bạn của tôi đó. Xin chào Chin Tu, từ nay cậu cũng sẽ là bạn của chúng tôi. Chin Tu, giờ cậu hãy hủy bỏ phép thuật và xóa hết ký ức của mọi người đi. Tôi biết rồi. Hả? Vi à, tôi đi một vòng với Chin Tu rồi quay lại sau nha. Lâu lắm rồi tụi tôi mới gặp lại nhau đó. Giờ cậu sao rồi Gin Tu? Vẫn rất thích ăn vặt như trước có phải vậy không? Tôi vẫn vậy thôi à, không có gì thay đổi hết. Vẫn thích ăn những món ăn vặt như ngày xưa đó. Công nhận ngon thiệt đó nha. Phải nói là cậu hay thiệt đó nha Gin Tu. Lâu vậy rồi mà không thay đổi gì hết á. Cậu nhớ lúc trước không? Chúng ta từng chơi đùa chạy nhảy phá phách khắp mọi nơi. Mới nghĩ tới thôi tôi đã thấy hào hứng rồi. Hay là chúng ta cứ ở lại đây chơi với nhau, tiếp tục sống những ngày tháng vui vẻ đó đi ha. Cậu thấy làm sao? Không được, tôi không thể ở lại đây lâu được đâu. Tôi thích sống với Vi ở thành phố Bunsatgan hơn. Tôi thích những người bạn ở đó lắm. Và đồ ăn ở đó phải công nhận là cũng ngon nữa. Được thôi, cậu đi mà ở với Vi đi. Nè Chin Tu à, nghe nè Chin Tu. Bây giờ có vẻ Chin Tu đang tức giận lắm đây. Nhưng chắc là cậu ấy sẽ sớm nguôi giận mà thôi. Mình sẽ ngồi đây đợi, khi nào cậu ấy hết giận rồi cậu ấy quay về. Gin Tu là bạn của mình, không ai được đưa cậu ấy đi hết. Tôi sẽ đưa Gin Tu ra khỏi cuộc đời của cậu Vi. Tôi sẽ dựng nên một cuộc cãi nhau và hiểu lầm lớn tới nỗi hai cậu không nhìn mặt nhau cả đời. Ê Vi à, cậu đánh bằng trái cầu này đi. Nè, sao mấy cậu lại đánh tôi hả? Cậu không thấy tôi hay sao? Tôi là Bunty đó nha. Không, dừng lại đi, đừng có đánh tôi nữa. Sao nghe có tiếng của Bunty vậy ta? Không biết là ở đâu, nhưng nghe giống như là ở gần đây thôi. Tôi ở đây nè Vi. Vi ơi, làm ơn cứu tôi. Gin Tu là cậu phải không? Tôi đã nói cậu cả trăm lần là đừng có dùng phép thuật rồi mà. Tôi sẽ làm cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cậu ta lúc nào cũng ăn hiếp cậu, nên tôi phải ăn hiếp lại cậu ta thôi, biết chưa? Tôi đã nói cậu phải dừng lại. Lúc nào cậu cũng hét vào mặt tôi như vậy hả Vi? Bạn bè là phải giống như là Gin Tu mới được chứ. Cậu ấy không bao giờ hét mắng tôi hết. Nếu như cậu không phải là chủ nhân của tôi thì tôi đã bỏ cậu đi theo Gin Tu lâu rồi. Đi đi, đừng có kiếm chuyện cãi nhau với Tia nữa. Không đi tôi đánh đó. Được thôi. Vì à, im ly, chôn bôn. Ông có nấu chè cà rốt nè. Các con á, qua đây ngồi xuống ăn đi. Mau lên mấy đứa, ông đem ra ngay đó. Còn có chè cà rốt nữa chứ, con cảm ơn ông nội nhiều. Con chào ông nội. Ây chà, con đến đúng lúc lắm. Con cũng lại đây ngồi ăn chè cà rốt với mọi người đi. Dạ con tới liền.
con vừa mới niệm thần chú cho nồi chè này ngon hơn nhiều rồi đó. Mọi người cứ ăn cho ngon miệng đi nha. Bây giờ con có chuyện phải đi rồi. Ôi, ôi trời ơi, ôi 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 ôi. Cậu đi đâu rồi hả Gintu? Cãi nhau đi. Coi cậu làm gì đây? Cậu lại đùa giỡn cái gì vậy hả? Nồi chè của ông biến thành mấy con ếch hết rồi kìa. Vì à, đâu có. Tôi đâu có làm gì trong những chuyện này đâu. Thôi đi, cậu không làm thì còn ai vào đây làm nữa? Sao cậu có thể gây ra chuyện tồi tệ như vậy chứ? Sao cậu lại có thể chơi ác vậy hả Gintu? Cậu muốn thì đi tới chỗ bạn của cậu đi. Đừng làm những trò quái gở gây phiền tối cho mọi người nữa. Lệnh của tôi đó. Cậu đúng là chủ nhân của tôi. Nhưng mà trước giờ tôi xem cậu là bạn của tôi mà. Ông nội ơi, ông có bị sao không vậy? Coi mình làm gì tiếp theo đây. Chào Yếm Ly. Xe đạp thì phải bay mới vui chứ, chạy chi cho mệt. Bye bye. Bia, cứu tôi với. Im lại. Bia ơi, cứu với. Hả? Tên lửa. Tôi làm gì sai mà cậu la tôi dữ vậy? Cậu đã thay đổi hoàn toàn sau khi cậu ta tới đây rồi đó Gintu. Nếu cậu muốn đi chơi với cậu ta thì cứ đi đi. Đi đi. Tôi thả tự do cho cậu rồi đó. Tôi không thể tin được là cậu lại có thể nói ra những câu đó với tôi. Tạm biệt Im Ly. Tạm biệt Chun Bun. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Nhưng tôi nói thật, tôi không bao giờ làm tổn thương Im Ly và mọi người. Là sao? Sao cậu ấy nói không làm chuyện đó? Nếu cậu ấy không làm thì còn ai làm được những chuyện như vậy chứ? Chuyện này càng ngày càng khó hiểu đây. Im Ly, Chun Bun, hai cậu thử suy nghĩ coi sao đi. Có phải bạn cậu ấy, Gintu mới là người gây ra mọi chuyện không? Được rồi, cậu đừng ở đó khóc lóc nữa. Tôi không đổi ý đâu. Cậu hãy trở về thế giới thần đàn đi. Chúng ta không thể ở chung lâu hơn nữa. Nhưng mà trước khi cậu đi thì tôi ôm cậu một cái tạm biệt. Gintu, có gì đó không đúng ở đây. Cậu cứ giả bộ đi đi. Tôi tìm hiểu chuyện này xem sao đã. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho cậu thời gian từ bây giờ đến chiều tối. Đi đi. Cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu cậu muốn ở lại với tôi thì hãy về nói cho tôi biết. Sau đó phải sửa đổi cho tốt đó. Thôi được rồi, chiều tối tôi sẽ cho cậu biết đáp án. Từ giờ mình sẽ gây ra thật nhiều rắc rối, tới nỗi hai người không thể nào hòa hợp được luôn. Cứ chờ coi. Im Ly, tôi nghĩ Gintu sẽ thay đổi tốt hơn đó. Tôi không cần đợi đến chiều tối. Tôi muốn dạy cho cậu một bài học ngay bây giờ. Bởi vì từ trước tới giờ chỉ toàn là cậu giải đời tôi thôi à. Cái gì vậy? Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Cậu nói đúng đó Vi, là do bạn Gintu của tôi làm đó. Cậu ta sắp tới rồi đó, chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Gintu, cậu không biết xấu hổ hả? Lúc nào cũng làm phiền Vi hết. Vi, kể từ ngày hôm nay, tôi là bạn của cậu. Tôi sẽ nghe cậu, không làm hại ai hết. Được thôi Gintu, từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn thân. Còn Gintu, cậu được tự do đi bất cứ đâu mà cậu muốn.
Tôi không muốn cậu ở với tôi nữa. Cậu ta không phải là Chin Tu đâu. Sao lại không phải chứ? Cậu ấy đúng là Chin Tu mà. Không phải là Chin Tu đâu. Cậu ta là giả đó. Sao lại không phải được chứ? Rõ ràng đây chính là Chin Tu rồi mà. Không phải, tôi mới là Chin Tu đây. Hồ Biên. Xin lỗi. Cậu gây ra cái mớ lộn xộn này để làm gì vậy hả Chin Tu? Cậu muốn cái gì đây? Tình bạn giữa tôi và Vi rất là vững bền, không dễ bị chia cắt bởi mấy cái trò phá phách này đâu, biết chưa? Chin Tu, tất cả chúng ta đều có thể làm bạn với nhau mà. Cậu có thể ở lại với chúng tôi mà không cần phải chia cắt mới có thể chơi với Chin Tu đâu. Mà Chin Tu, lâu lắm rồi Chin Tu mới gặp, nên cậu ấy mới có ý muốn được cậu chơi với cậu ấy thôi. Cậu nên đi chơi với cậu ấy nhiều đi. Tôi xin lỗi Vi. Tôi đã biết từ nay tất cả các cậu đều là bạn thân của tôi rồi. Vía, gì vậy? Cậu đã lớn chừng này rồi mà cậu vẫn phải để cho ông chạy tóc cho cậu nữa sao? Thì sao chứ, ông nội lúc nào cũng muốn làm vậy mà. Cầm theo đi Vía, khi nào nghỉ trưa thì lấy ra ăn nha. Ông nội ơi, con là robot mà, ông lại quên nữa rồi ông hả? Ông cũng muốn quên lắm, nhưng lúc nào con cũng nhắc hết. Được rồi, tạm biệt con. Chúc may mắn nha. Chuyên môn Nghiên Tu, hai cậu nhớ là đừng có đi theo tôi đó nha. Buổi dã ngoại cho học sinh thôi, biết chưa? Được rồi Vía, sẽ không ai gặp chúng tôi ở đó đâu. Chúng tôi sẽ nghe lời của cậu nói mà, đúng không Chuyên môn? Đúng ạ, chúng tôi sẽ nghe lời cậu mà Vía. Hả? Hai người này chẳng bao giờ khá lên được hết. Các em à, chúng ta sẽ chơi đu quay trước, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua chơi máy bay. Thằng nhóc Vía nó tới công viên và sẽ lên chiếc máy bay ngu ngốc này. Đúng là cơ hội, mình phải chạy báo cho ông chủ. Vía, hai người hầu của cậu đâu rồi, sao không thấy vậy ta? Hai người hầu nào của tôi hả? Thì cái con lừa có tên là Jun Bun và thằng mập tên là Gin Tu. Con tôi, cứu với, có ai đó giúp con tôi với. Cứu tôi với cậu bé robot ơi. Tôi là người lớn nhất ở đây nè. Cứu tôi trước đi mà. Sao lại không cứu tôi trước chứ? Cảm ơn cậu bé robot. Coi như là cậu đã cứu được cả nhà chúng tôi rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sao lúc nãy cậu lại cứu thằng bé đó trước tôi vậy hả? Hả? Ý của tôi không phải là như vậy. Cậu có biết là lúc nãy tôi mới là người đã cố gắng cứu nó trước tiên hay không vậy chứ? Trong mọi tình huống, cậu đều phải được nghe khen ngợi như vậy hay sao? Mỗi một việc tốt cậu làm đều cần được công nhận chắc. Làm như vậy không tốt chút xíu nào đâu xin nha. Xin lỗi Bồn Tây, lần sau tôi sẽ chú ý tới cậu nhiều hơn. Cảm ơn cậu bé robot. Cậu hãy lái phi cơ này đi bắt cái thằng nhóc Vía đó về đây cho ta. Có phi cơ nào đâu hả ông chủ? Nhìn đây nè. Đây chính là robot phi cơ. Nó sẽ bắt được và đưa cái thằng nhóc Vía về đây từ bất cứ ở đâu hay bất cứ lúc nào. Cậu chỉ cần điều khiển con robot đó là được rồi. Ta đúng là một siêu nhân thiên tài. Yeah. Chủ đúng là thiên tài, siêu sao siêu nhân thiên tài luôn.
Nó nói đúng đó ông chủ, quá đúng luôn. Hey, được rồi, bắt lấy ông chủ đi robot. Ta điên rồi đó, ta đang điên lên rồi đây này, người thả ta ra, cái tên điên này. Được rồi, bây giờ thả xuống đi, thả ông chủ đi. Giờ thì ai cứu được tên nhóc Vìa khỏi con robot phi cơ này đây? Tôi có thể lái chiếc máy bay này một cách dễ dàng luôn á. Bay lên. Đừng mà, bay đừng lên đây Tí. Xin cậu đó, xin cậu đó, mà. Đừng có làm vậy nha. Bunty, đừng có đụng vào cái gì hết nha. Cái máy bay này đã ở đây 10 năm rồi, động cơ của nó không hoạt động được nếu đâu. Nếu như muốn lái máy bay tới như vậy thì để ta giúp ngươi một vé. Hả? Có chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Anh di chuyển rồi. Ủa? Bunty lái máy bay được rồi kìa. Bunty lái máy bay được rồi kìa. Cái cậu Bunty này là cái gì vậy hả? Không có gì hết. Em không có làm gì hết. Tôi nghĩ đây lại là trò đồ của Gintu rồi đó em Ly. Phải xử lý chuyện này thôi. Ui da. Tôi đang ở đâu vậy trời? Lái máy bay tự chủ đi Bunty à? Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Ôi, robot phi cơ, xử lý nhóc còi. Trời ơi, Bunty, em không biết lái máy bay mà còn nghịch như vậy làm gì chứ. Em giữ đây mà một chút đi. Dập lửa đi, nóng quá. Để coi thử lần này ngươi thoát kiểu gì. Trang phục lốc xoáy. Trang phục lốc xoáy bật. Chết rồi, giờ nó bay ngược lại nhắm thẳng vô mình, sao né nổi đây. Ừ.
cậu là ai? Tôi đâu có quen biết cậu. Mà máy bay nào chứ? Ồ, không. Sao phải giữ nó? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mà cậu là ai? Hả? Ấy, nguy hiểm quá. Hả? Ôi. Cũng tới giải cứu chúng tôi. Có chuyện gì vậy Jun Bun? Tại sao mọi người lại vỗ tay vậy hả? Đó là cả một câu chuyện dài. Cậu hỏi Via đi. Bun Ti, sao cậu lái được máy bay hay vậy? Cậu chỉ tôi lái với nha. Đừng nghe tôi.